một set đồ cực kỳ năng động thể thao. Phải nói là đây là một cái set mà cực kỳ đẹp của Mega Fashion trong đợt thu lần này. Quá đẹp luôn đấy mọi người ạ. Mà cực kỳ cá tính luôn. Đây là một set đồ gồm có cả 3 món luôn nhá. Tức là mọi người mua là mua sẽ có 3 món luôn. Món đầu tiên thì như mọi người nhìn thấy rồi, là một chiếc quần với dáng Alibaba rất là xinh như thế này, cực kỳ thể thao, rất là tôn dáng. Món thứ hai là một chiếc áo ở bên trong. Đây, một chiếc áo với chất liệu dạng như là thun, co giãn 4 chiều như thế này. Và nó hơi giả len một chút, len mỏng ấy, thì sẽ đủ giữ ấm cho mọi người nhá. Và cái chiếc áo bên trong như thế này mọi người, là mọi người có thể phối rất nhiều những cái đồ khác được, vest vùng là thoải mái luôn. Đó, và món thứ ba là một chiếc áo dạng áo khoác bomber như thế này, kỳ xinh. Chiếc áo này thì phải khẳng định với mọi người luôn là cái chất liệu của mặc nó mặc rất là thích. Đây là chất liệu kiểu như là gió satin ấy. Đó, nó không phải là cái kiểu gió như là áo gió bình thường đâu, mà cái gió này ấy là nó rất là mịn về bề mặt này, chất liệu của nó cũng độ co giãn nhẹ này. Và ngoài ra thì cái chất này nó không bị bóng sờ, nó không bị sột soạt. À, không bị sột soạt như những cái chất bóng khác, như chất gió khác. Thiết kế thì vô cùng đẹp. Đậm chất Hàn Quốc luôn nhá. Em này thì là màu xanh dương, một cái màu mà rất là mát mắt. Ngoài ra thì cái set này nó có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn nữa. Đó, có màu hồng này. Đây, mọi người thấy không? Màu hồng cũng rất là xinh. Màu hồng này là dạng như là hồng tôm ấy. Đó, nên là nó cũng nhẹ mắt lắm. Ngoài ra thì có màu đen, màu trắng nữa này. Màu trắng. Đây, màu trắng rất là đẹp, Phương rất là thích màu trắng nhất. Mặc màu trắng rất là cá tính. Và set nào thì cũng có áo bên trong hết. Đấy, mọi người thấy không? Màu cuối cùng là màu đen. Màu đen rất là đẹp. Set này đúng là phải mặc lên thì mới nhìn rõ cái độ đẹp nó. Quá đẹp luôn đúng không mọi người? Đấy, ở trong vẫn có áo nhé. Ok. Và set này sự là mỗi set mà bán rất là chạy của Mega Fashion. Nên là mọi người hãy nhanh tay để lại comment ở phía bên dưới để đặt hàng em nó luôn nhá.